Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhờ những nỗ lực vượt bậc, tình hình kinh tế xã hội Việt Nam tiếp tục xu hướng phục hồi. Tháng sau tích cực hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Năm 2023 vừa qua là một năm Việt Nam thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đang xen, nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn. Hậu quả từ đại dịch Covid-19 kéo dài, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột Nga, Ukraine và tà giải Gaza diễn biến phức tạp. Kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, thương mại, đầu tư quốc tế suy giảm, lạm phát neo ở mức cao, nhiều đồng tiền mất giá, nợ công toàn cầu tăng mạnh, các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gặp nhiều thách thức, thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực vượt bậc, tình hình kinh tế xã hội trong nước tiếp tục xu hướng phục hồi, tháng sau tích cực hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của kinh tế thế giới. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 vừa được tổ chức, nhiều số liệu liên quan đến tình hình kinh tế xã hội được công bố với kết quả tích cực. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế cả năm tăng 5,05%, thuộc nhóm tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới, nâng quy mô nền kinh tế lên khoảng 430 tỷ đô la Mỹ. Cơ cấu lại nền kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh, tích cực thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Năm 2023, tỷ trọng kinh tế số ước đạt khoảng 16,5% GDP, là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế số nhanh nhất khu vực Đông Nam Á trong 2 năm liên tiếp 2022-2023. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm tăng 3,25%, thấp hơn mục tiêu đề ra khoảng 4,5%. Thị trường ngoại tệ, ngoại hối cơ bản ổn định, mặt bằng lãi suất giảm khoảng 2% so với cuối năm 2022. Khu vực nông nghiệp là điểm sáng, tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế. Năm 2023 tăng 3,83%, cao nhất trong 10 năm qua. Khu vực dịch vụ tăng 6,82%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,6%. Công nghiệp phục hồi nhanh qua từng quý, cả năm tăng 3,02%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm đạt 683 tỷ đô la Mỹ. Xuất siêu khoảng 28 tỷ đô la Mỹ, nhiều nhất từ trước đến nay, góp phần tăng dự trữ ngoại tệ quốc gia. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được đảm bảo, xuất khẩu 8,34 triệu tấn gạo với giá trị 4,78 tỷ đô la Mỹ, tăng 38,4%, cao nhất từ trước đến nay, cơ bản bảo đảm cung cầu lao động. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 6,2% so với năm 2022, giải ngân vốn đầu tư công dự kiến đạt 95% kế hoạch, năm 2022 là 91,42%, số tuyệt đối đạt gần 676.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, cao hơn khoảng 146.000 tỷ đồng so với năm 2022. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 36,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,1% trong bối cảnh thương mại, đầu tư toàn cầu bị thu hẹp. Vốn FDI thực hiện đạt gần 23,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,5%, cao nhất từ trước đến nay, cho thấy Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài và là hiệu ứng của chính sách ngoại giao cây tre. Vốn đầu tư ra nước ngoài đăng ký lũy kế đạt 22,1 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận chuyển về nước đạt 2 tỷ đô la Mỹ, có 217,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại thị trường, tăng 4,5% so với năm 2022, đã đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế, vượt xa mục tiêu 8 triệu lượt khách. Thu ngân sách nhà nước vượt khoảng 8,12% dự toán, trong khi đã miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất gần 194.000 tỷ đồng. Đồng thời tăng thu, tiết kiệm chi đã trích lập được khoảng 560.000 tỷ đồng, bảo đảm đủ nguồn để cải cách tiền lương trong 3 năm 2024 đến 2026. Bộ chi ngân sách nhà nước, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia và nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ so với tổng thu ngân sách nhà nước thấp hơn nhiều giới hạn và ngưỡng cảnh báo. Nhiều tổ chức quốc tế có uy tín đánh giá cao kết quả và triển vọng của nền kinh tế nước ta. Fitch Ratings nâng hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn lên mức BB+ từ mức BB. Với triển vọng ổn định, châu Á Thái Bình Dương chỉ có 2 trong 62 nước được nâng hạng. Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 431 tỷ đô la Mỹ, tăng một bậc lên thứ 32 trên 100 thương hiệu quốc gia mạnh và có tốc độ tăng trưởng giá trị nhanh nhất thế giới trong giai đoạn 2020-2022. Bạn có bất ngờ với kết quả trên? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong bối cảnh khó khăn nhiều hơn thuận lợi, Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế thế giới không mấy sáng sủa.
vốn FDI năm 2023 đạt kỷ lục 36,6 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Ngày 11 tháng 1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự hội nghị. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, từ năm 2020 đến nay, thế giới đang thay đổi rất nhanh, căn bản, toàn diện và sâu sắc, đồng thời cũng rất phức tạp, khó khăn, khó dự báo trên nhiều lĩnh vực về kinh tế, tài chính, chính trị, xã hội, an ninh khu vực và toàn cầu. Thế giới năm 2023 có thể vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình thay đổi này, với hàng loạt biến động từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và nhiều ngân hàng trung ương tăng lãi suất. Kinh tế Trung Quốc chậm lại, đối đầu về công nghệ, tài nguyên chiến lược giữa Mỹ, Trung Quốc và EU, rủi ro an ninh năng lượng, an ninh lương thực. Căng thẳng địa chính trị, xung đột thúc đẩy nhanh xu hướng chuyển dịch thương mại, đầu tư toàn cầu, hình thành trật tự, cấu trúc kinh tế mới, địa phương thế giới đa cực, đa trung tâm, cạnh tranh, đối đầu và xung đột nhiều hơn. Bối cảnh tình hình thế giới đã tác động không nhỏ trong cả trước mắt và lâu dài đến nền kinh tế của cả nước và các địa phương. Tuy nhiên, Bộ trưởng cho biết Việt Nam đã vững chắc vượt qua khó khăn, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng trong năm 2023, đặc biệt trong tâm thế bản lĩnh, tự tin, từng bước giải quyết những tồn tại hạn chế của nền kinh tế trong thời hạn ngắn. Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của nền kinh tế thế giới. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé! Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Vương cho biết năm 2023 được đánh giá là năm thành công thu hút vốn FDI. Cụ thể, vốn FDI vào Việt Nam năm 2023 đạt kỷ lục 36,6 tỷ đô la Mỹ với hàng loạt dự án chất lượng cao như các dự án sản xuất điện thoại, linh kiện điện tử, sản xuất chip. Trình bày báo cáo tổng kết, Thứ trưởng Trần Quốc Vương cho biết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã có những cải thiện rõ rệt qua từng tháng là động lực quan trọng để hỗ trợ tăng trưởng nền kinh tế năm nay. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 ước đạt khoảng 95%, cao hơn năm 2022 khoảng 3,58 điểm phần trăm, 91,42%. Hoạt động đầu tư công đã nỗ lực khắc phục bằng được tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún, chia cắt, lợi ích cục bộ để tập trung nguồn lực đầu tư các công trình, dự án lớn, đường cao tốc, liên vùng, ven biển, các quả đấm thép cho đột phá hạ tầng của đất nước và các địa phương. Cụ thể như đã giảm từ khoảng 60 chương trình mục tiêu giai đoạn 2011 đến 2015 xuống 21 chương trình giai đoạn 2016 đến 2020. Đến nay chỉ còn 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021 đến 2025. 12.000 dự án sử dụng ngân sách trung ương trong giai đoạn 2016 đến 2020 được cắt giảm xuống dưới 5.000 dự án trong giai đoạn 2021 đến 2025 để tập trung đầu tư trọng tâm, trọng điểm những dự án lớn, quan trọng, nền tảng kết cấu hạ tầng của nền kinh tế, thực hiện mục tiêu đến năm 2025 có khoảng 3.000 km đường cao tốc và đến năm 2030 có khoảng 5.000 km. Bạn có bất ngờ với thông tin trên? Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết nhé! Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.